Thủy xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Hôm nay Thủy sẽ chia sẻ với cả nhà chất liệu chính để làm hai mẫu đầm này. Như cả nhà đang nhìn thấy trên màn hình thì đây là hai mẫu đầm, là đầm hoa hồng và đầm cổ liền nơ. Có nghĩa là cái phần nơ đang được liền với phần thân áo. Và mẫu đầm này thì được phát triển từ form đầm gốc là đầm form 2D. Nhưng mà khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ kết hợp giữa form 2D và form 3D. Form 2D là form gốc, chúng ta chỉ có chiều dài và chiều rộng và các chiết ly. Sau đó thì chúng ta sẽ dựng phần form đó lên mẫu cốt và chúng ta tạo những cái hình khối lên trên hình mẫu đầm để tạo hình nổi 3D. Như vậy, mẫu đầm của chúng ta trong ngày hôm nay đã được hoàn thành và được làm trên chất liệu vải tata. Vải tata thì có nhiều loại và vải tata mà Thủy sử dụng trong mẫu đầm này là vải tata sợi tre. Vải tata thì có độ dày vừa phải, có độ nhẹ để tạo được những form đầm dạ hội hay là đầm dạ tiệc, hoặc những form đầm công sở hay là những form đầm như thế này rất là đẹp. Đặc biệt là khi chúng ta tạo những form đầm này thì phần bên trong, có nghĩa là phần mặt trái, chúng ta nên ép thêm một lớp mùng. Và lớp mùng đẹp là lớp mùng vải xoa, vì mùng xoa thì có độ mịn của mặt và nhìn rất giống vải, cho nên là các bạn nên sử dụng mùng xoa nhé. Bây giờ thì sẽ đến gần hơn để cả nhà nhìn kỹ về sản phẩm của chúng ta sau khi ép mùng dựng form lên như thế nào. Màu xanh ở bên ngoài rất là mát mắt, không biết cả nhà có thích không ạ? Còn Thủy thì Thủy rất là thích màu xanh, vì màu xanh cảm giác lúc nào cũng tươi trẻ và mát mẻ và nhiều năng lượng, đúng không ạ? Đây ạ. Đó, Thủy sẽ đến gần hơn với mẫu đầm cổ liền nơ. Như cả nhà thấy là phần cổ liền nơ này thì Thủy cũng chia sẻ ở nhiều các video trên kênh YouTube dạy các mẹ cô Phan Thủy, và cũng đã được hướng dẫn ở trong các lớp học online cũng như là các lớp học trực tiếp. Và hiện tại thì mẫu đầm này Thủy cũng đã in thành các bộ khuôn dập đủ size để cho các bạn có thể chọn cắt may luôn mà không mất nhiều thời gian cũng như là kinh phí phụ liệu đến khi chúng ta hoàn thành bộ dập, vì hoàn thành một bộ khuôn dập này thì mất rất là nhiều thời gian cả nhà. Cho nên là thì các cả nhà có thể sử dụng bộ khuôn dập này đủ size nhé. Đó, để cả nhà thấy không ạ? Khi mà chúng ta ép mùng vào mặt trái của phần vải thì cái phần vải chính của chúng ta cũng rất là mượt, không hề bị phồng và không bị nhăn. Cho nên là khi ép thì các bạn nên ép bằng máy hoặc là ép bàn là thì phải ép thật kỹ. Nếu không thì sẽ bị kiểu như là bị bong ấy, bị bong rộp thì mặc nó sẽ rất là xấu. Đó. Sau đó thì ở phần thân thì cả nhà thấy ở phần thân này đều được ép mùng hết, và Thủy sẽ lật mặt trái để cả nhà xem cái phần ép mùng ở bên trong nhé. Đây ạ, cả nhà thấy là phần trái đây Thủy ép mùng, thì cả nhà có thể ép mùng trứng nhện cũng được nhé. Đấy, cả nhà nếu muốn dày thì có thể ép mùng trứng nhện, còn nếu muốn mỏng mềm nhẹ thì ép mùng xoa. Đó, tiếp theo nữa thì Thủy sẽ quay bên phía đầm hoa hồng, hay còn gọi là đầm hoa hải đường, thì Thủy cứ nói chung chung là đầm hoa đi để cho cả nhà dễ nhớ. Thì phần hoa này cũng được ép mùng và các cánh này cũng được ép rời, sau đó ghép lại với nhau để tạo thành các cái phần nụ hoa. Và phần cổ thì có cái phần vải xuyên thấu đấy cả nhà này. Ôi giời ơi, xuyên thấu đấy cả nhà này. Đó, để mặc che được nhiều nhược điểm của các chị em mà không sợ bị lo là cổ đen hay là cổ gầy hay cổ có nốt nhá. Đó, và phần quai này là phần quai có tay, thì cả nhà có thể để trễ xuống để làm vai trễ, hoặc có thể kéo lên để làm vai kéo lên. Cả nhà thấy thế nào ạ? Cả nhà có thích màu xanh không ạ? Đó, và tiếp theo thì các cánh hoa này là các cánh hoa rời, sau đó chúng ta ghép lại thành bông hoa cả nhà nhé. Đó, và đặc biệt thì các bạn nhìn thấy có cái đường cây cành của hoa thì chúng ta chỉ việc làm một cái sợi dây khoảng 2cm hoặc là 1,8cm. Chúng ta tạo thành cành có độ mềm, sau đó thì chúng ta đặt đè lên và chúng ta may một cạnh lật vào phía trong, sau đó lật ra ngoài để chúng ta đè mí ở bên ngoài để tạo thành cành thôi, cũng rất là dễ. Và tất cả hai form đầm này thì đều phát triển từ form đầu, form đầm gốc dáng cơ bản 2D, sau đó thì chúng ta tạo kiểu trên form 3D. Đó. Rồi, đây, cả nhà mà có câu hỏi gì hay là có thắc mắc gì, hoặc là hỏi kỹ thuật về liên quan tới cắt may thời trang thì cứ alo hỏi Thủy, hoặc là nhắn tin cho Thủy vào số điện thoại mà Thủy có ghi ở trên biển. Có gì thì Thủy sẽ trả lời và hỗ trợ các anh chị để có được những sản phẩm thật là đẹp trong những ngày mới. Và bây giờ thì sẽ tạm dừng video ở đây nhé. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có nhiều sản phẩm, chứ không phải một, có nhiều sản phẩm màu xanh thật là đẹp. Xin chào.